Rồi, ngày hôm nay sẽ đi vô chợ Festival gần nhà em. Kiếm cái đồ bông qua lại đó. Biết không? Ừ. Đó đó, mấy đứa nhỏ giơ pháo à, thấy không? Pháo thấp 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 thấp. Ừ. Gì vậy? Để đây nè. Ba con mà giặt đè đầu cưới cổ ổng mà. Thái bạo luôn cả, anh dậy bạo phải không? Thái mà, trường ban dễ đẹp quá mà. Cuốn cái này nó dài dài vậy đó, chiên cái nó mới giòn. Có nhiều hello cô chú, ngày hôm nay thì cái thùng đồ của em Emily đã về tới rồi. Giờ ba của em Emily đang khui cái thùng để mà bỏ chị ấy vô á, cho chị ấy đừng có bò vòng nhà. Ví dụ như nó ngủ dậy á mà mình bận làm công chuyện cái mình quên để ý, hoặc là nó thức dậy nó bò mình không hay á. Đây nè. Đó, mua cái này là bỏ ra xong cái dựng lên trên cái nệm này nè mọi người. Cái nệm này nè thì nó sẽ là một cái khung vòng tròn, cái mình để cái nệm vô phía trong thì nó đu, nó đeo trên đó thì nó cũng không có té, kiểu nó té xuống thì té xuống cái nệm á mọi người. Nó cũng ok, nó không có bị bể đầu, u đầu hay gì á. Nè, coi bả lăn xăng lắm nè. Hôm nay là bả leo cầu thang được luôn mọi người. Ôi, nó lẹ lắm, quay lại được, quên để ý cỡ 5 phút mà chưa tới nữa là nó mất tiêu rồi. Nè, cô chú coi nè. Đó. Bả đi. Chỉ có nhiều đây thôi à. Nhiều đó mà không có cái nệm thì nó chèo qua không ra đâu. Chỉ có cái nệm nó mới chèo ra thôi. Bây giờ ba nó kiếm cái đồ bông qua lại đó. Biết không? Ừ. Bị nhốt rồi. Tao bỏ đồ chơi vô cho ba chơi. Ấy chà. À mà mà. Trời phái cười. Đá gì ta? Nè con sâu nè. Thôi đừng có mở nó ra con. Ba nó còn không biết mở hư á. Hư cái mốt là em chui ra chui vô không được luôn. Đó, vậy rồi đó, vậy quậy vậy đó. Ngủ thôi vậy vậy. Mới vậy là nó quậy ha. Nó nhăn xăng díu chiếu à. Âm âm mà chầm mềm chầm mềm chầm mềm chầm mềm chầm mềm chầm mềm chầm. Đi. Chợ. Đi chợ. Chơi đi. Em bé giờ ngày hôm nay đi chợ nha. Đi chợ với ba mua đồ về làm.
làm chả giò ăn nha cả nhà ơi. Em bé có được chơi, em bé nhai đậu, ai nhai đậu búp bê quá trời. Hả con, nhai đậu búp bê quá trời. Nhõng nhẽo, đồi, đồi ẩm. Rồi ổng khóc à, ung sùm, ung sùm. Đây. Đấy. Cái đứa nhõng nhẽo, quậy quá trời. Anh hai nó còn quậy quá trời kìa. Đi quá trời hả? Đi quá trời. Ừ, vậy đó. Ừ. La vậy đó. Ba la ung sùm. Bé ung sùm. Bữa nay lễ người ta đi mua đồ quá trời, với đường cũng khá là vắng rồi. Ở chợ thì đông. Đừng có khóc nữa. Có hoài okay. La. Ok, rồi đi. Rồi, ngày hôm nay sẽ đi vô chợ Phép Voi gần nhà em mua một ít tôm về nướng nha. Mừng lễ độc lập của nước Mỹ. Quá trời người ta đi chợ luôn. Nó bán cái gì nướng kìa. Này bán 6 đồng mắc dữ. Trái cũng nhà bó luôn. Ở nhớ trong gia đình nhỏ thôi. Rồi đi. Vô. Mua cái gì? Mua đồ nướng với thịt thịt heo, cà rốt nè. Mua đồ về làm chả giò. Cà rốt là mua cà rốt không? Không mua cà rốt à? Chanh vàng. Quá trời đẹp luôn. Chanh xanh. Bốn trái 1 đồng, chanh vàng 2 trái 1 đồng. Bơ 2 đồng, 2 đồng 29 một trái em mắc ghế trời. Leo. Ơi. Stay here. Em mở cái này ra cho chị dòm. Chị thích dòm qua dòm lại lắm. Cho chị dòm tới dòm lui. Hôm nay có bắp non nữa cả nhà. Bắp non 4 đồng, 4 đồng 49 như vậy. Bắp non tươi. Mắc ha. Giờ mình ta đi qua đi lại. Ồ có đậu rũa nè. Trời ơi hôm nay đậu rũa nhìn nó héo dữ trời nhá xíu. Bơ. Lúc trước mình mới qua mình thích ăn bơ này lắm cả nhà. Bơ này ngon. Chắc mùi trái vậy ăn. Trái nào ngon ngon mua trái vậy. Cái này được. Cherry. Cherry đỏ này 3 đồng 99 một bao. Mua tôm á, lại lựa tôm anh. Lựa tôm có đầu ở về nướng nha. Mực trứng rồi cả nhà. Cái này là mực trứng không phải là bạch tuộc. Trứng bạch tuộc. Kìa, 4 đồng mấy kìa. Cái loại 4 đồng mấy. Cái nào ăn. Rồi này nó để về nhồi trong ấy nè. Trong cái giò nè. Ủa sao có con tôm kia nó đỏ đỏ vậy? Đó, tôm đỏ đỏ đó. Tôm nâu hả? Dơ yêu á, bỏ đi. Tôm này tôm càng. Tôm này bữa mấy tụi nó review rồi. Lại này là mắc nè. Mà rớt đầu hết chân rồi, vậy đâu có tươi đâu. Cúi rồi. Cúi rồi. Nè, các bạn nhìn ngon rồi.
này để lát về cái đầu ướp muối ớt cái nào mình làm cơm nước muối ớt. Cái này thì để lát nhồi vô cái chả giò. Ơi chắc em lấy thêm dĩ và bạch tuộc đi nướng ăn cho nó ngon. Dĩ bạch tuộc đi. Đây dĩ bạch tuộc này đi bỏ vô nè anh đi bỏ sang này che che cái đầu chỉ lại để chỉ lạnh cái đầu là nó hóa. Trời kêu ba kìa ơi kêu trời bên này biết kêu nữa. Mấy hôm nay kêu giỏi lắm nha, kêu ơ ơ đây là con khô cá con cá hố tươi này, cá hố tươi này cả nhà 4.49 thao 6 đồng mấy chai dĩa này gần 7 đồng có trứng nữa nè. Wow, cái hố nó có trứng rồi. Còn cái này là khô cá đu cái đù nè, cá đù đù nè mọi người. Khô cá đù đù ha. Ồ, có cá bóng hay gì nữa, có không ta? Có bóng cá không? Ồ, bóng trứng. Anh có cá bóng trứng nè. Cái này thanh đẹp đồ, ăn qua mua cho mình. Mua dĩ về kho ăn. Được. 8.49 đồng trời với đất thôi. Anh hai bữa nay bự mà cũng còn vô xe ngồi. Hả? Anh hai còn bự quá trời mà vô xe ngồi. Cái lấy thịt bầm. Lấy đồ cuốn à? Lấy đồ cuốn chưa? Cuốn rồi nè. Cái này 25 miếng là mua mấy cuốn? 5 dĩ hả? 5 dĩ là 100 cuốn. À, hồi nãy tính bỏ cái khăn ra ngoài nhưng mà sợ chị này lạnh nên phải bỏ khăn vô lại. Hồi nãy mà không bỏ cái khăn vô là lạnh nhỏ rồi. Lạnh hết bàn đó luôn rồi. Ơi ơi đây nè, đây mình lấy nhiều dĩa da cua nè, đó dĩa da cua là 7 đồng. Lấy vị dâu nè, lấy cái vị dâu uống cho nó thơm. Ok trời ơi ngậm cái con người này nè, nó xong rất là say cà say vậy. Con làm gì con say nó dĩ vậy con nhai đầu nó vậy đó hả? Ồ ồ con bé nhai đầu nhỏ. Nhai đầu ba, 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 ba. Không có cho được. Không có cho được. Ba ăn. Ồ đòi hả? Con muốn hả? Ba 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 ba. Lắm. Lạnh. Ba ba ba. Không có lạnh, mà lạnh không có cầm được. Rồi nó thấy không có cầm được. Cho nè, nặng lắm. Đó, thấy không? Thấy nặng không? Không có sợ đâu. Không có sợ đâu. Có một ôm vô người đó. Để lên xe nè, đá thầy uống. Chào. Ba. Đi mua nấm mèo cho ba. Quên đó, đi lựa bánh cho bé nó ăn. Để hồi về cái nhà nó không có đồ ăn ăn. Được mà. Dạ. Ba đi lấy đồ. Nè, bỏ này lên xe nè, cho con bịch nè. Có khoai xì à? Khoai xì sao em ăn được?
đâu ăn bay gì. Nhưng mà em đâu ăn bay gì được. Tôi đi ăn. Tôi đi ăn hả? Rồi bán xem. Mua có chút xíu mà một xe à, đầy nhóc luôn. Bạn không biết sale không? Sulefone thấy không? Sulefone đó. Đó, em bé có bánh ăn rồi nè cô chú. Nãy giờ em bé buồn miệng, em bé cứ nhai cái đầu con này vậy. Giờ em bé có bánh rồi. Rồi, đi. Anh hai một bịch, em một bịch. Ôi, ăn ngon dữ vậy, ăn ngon dữ vậy ta. Hi dài nuôi nè, miếng nè. 300 mấy rồi xong mình nấu ăn đồ được luôn. À, nó có hai lò hai bên cho em nấu luôn. Ừ, bà. Xài bằng bình tăng, bằng bình ga. Bình bự đó. Ừ, đúng rồi đó. Bình bự cái nào? Ý là cái bình ga bự á. Ôi, cái bình ga nó cỡ này vậy. Nó có bự, nó có bự, em nó bự vậy nè. Xài mấy tháng luôn đó mà nó nhà em tính mua mà nhìn nó mua cái đó đó. Không, nó muốn mua cái lò barbecue luôn. À. Mà cái lò barbecue á vừa làm thịt được mà vừa nấu ăn được luôn. À, mình xài được hai thứ luôn. Em hiểu không? Nó hứa hơn. Sao hôm nay có thiên thần muốn đêm nữa nè. Sao xuất hiện thiên thần muốn đêm bằng ai nữa rồi? Ờ đây. Có bị đen không? Không, trong cái vỏ. Cái vỏ thôi. Ơi còn sống nè. Nè, cái này sống. Ôi ăn thịt đó má ơi, không ăn đâu. Ừ thôi. Tôi không có nhu cầu thịt. Cái gì? Còn sống. Không em thấy ăn sống. Vậy có. Chồng chó rồi. Con sực sực sống vậy. Thôi ăn đi. Không xíu. Muốn rồi nướng là cho. Táo vậy mà rồi. Vậy mà vừa hả? Bỏ vô. Vậy mà chín quá trời chín luôn chứ vừa gì. Ấy là nó sốt sốt súp gì không? Quỳnh đòi ăn không? Con ăn không? Không hả? Với bữa trước thấy thằng mấy thằng kia nó chơi nó nổ pháo á, thằng này sợ chạy trốn. Đâu mà đi ăn cái gì mà kiểu nó lớn tiếng nó sợ nhé. Còn đây nó đốt khí thế luôn, xong cái mình ra mình nướng thịt nướng đổ đốt được lần hai lần nó hết chấm đốt rồi nó vừa biến. Đập thì của mình khói hơn của nó. Thì khói. Thằng nào? Không nổi, bên đây là cái đấy hả? Khói căng. Ừ đúng rồi. Cái con mà có mặn á. Có. Mát quá anh ơi. Ba mươi mấy đồng. Đâu ở ngoài đi đen chợ đi đen nó bán có mười mấy đồng con à. Sợi dương hả? Ừ. Con nó ngọt. Không, mấy con nó ẩm ẩm giống như Biết con sợi dương. Con nó ngon. Cỡ cỡ hay không? Nó ngọt. Ở quê em thì là kêu con xà mồng. Ừ. Tại vì mỗi lần lâu lâu nó lòi cái lò rang nó nhảy một cái. À. Rồi. Cái này ba nướng gì mà khô dữ vậy ba? Muốn thiếu điều nó cháy luôn à. Tôi nướng. Ba nướng hả? Nướng rồi, nướng đó hả? Ừ. Thấy không? Thấy không? Bị quan nữa thấy không? Đốt nữa đó. Nhưng mà như nguyên ngày hôm nay được đốt mà, đốt cả ngày. Ngày mai nó vẫn được đốt. À. Nó được đốt lên cho tới ngày mai. Ngày mai luôn. Hai ngày đúng không? Đúng rồi. Đốt trước vô lê pho là 10 ngày vẫn được. Ừ. Mà chỉ pháo bông thôi. Dạ. Chứ không được pháo nổ. Còn giờ đang cho pháo nổ nữa không? Không có đâu mới nổ cái bông á. Bông hả? Ờ nó nổ lên cái nó tua ra, nó tủa ra đó. Cái này mà có trà lài. Tự nhiên lâu lâu mua cây trà lài về. Rồi bắt chồng. Rồi bắt đợi ra qua mới có được uống thôi nha. Mà chợ mua mẹ bịch 5 đồng uống cho nó lại. Cây hoa lại trời ơi, quay nó bán cái 799. Mua một cây tre về trồng nữa. Cái lại nào? Cái lại bự như vậy hay là cái lại như trắng nhỏ? Cái nhỏ đó không thơm. Cái loại làm trà là loại bữa nó bán làm cây trà tươi luôn kìa. Ừ. 10 đồng cây vậy. Anh Thương đồng mua trà kìa. Ừ, mua trồng để cắt lá uống. Anh nói uống vào mùa đông mà. Anh đúng rồi. Anh nhà thằng gái vừa mùa dịch. Ừ. Anh
anh Sơn đòi mua cái trà để chồng để nó bồng uống trà bồng về ông ấy á, là hình như 301, 302 gì á bắp của bay xe mình mình đúng không nó bắp. Bằng cái nhà đó nó bằng cái nhà này nó bằng nhưng mà vấn đề là giữa cái tầng giữa cái này là tầng giữa nè nó bị nghịch ngợm một cái á là nó chơi còn có nửa nhà hà thay gì á cái nhà này của chị nè là mở cửa vô á đi được cho tới nửa nhà thôi còn nửa nhà phía sau này nó cắt mẹ nó rồi nó trông nó nhìn xuống dưới basement nhiều kiểu anh hiểu không là cái heo heo nó để nhỏ rồi mà tự nhiên cắt nửa căn nhà chơi gì á để trống nhìn xuống basement có phải là lãng không? Tự nhiên cái bàn á cho nó cắt xuống nó nhìn xuống basement và chỗ nhà rồi đi lên mà cái cầu thang nhà chị á là nó bự nha. Cái cầu thang mà đi lên nhà ổng á đi có một chút xíu vậy nè. Mà nó tối thui mà nó chọc á. Do thằng thiết kế. Trời Napoleon mà. Bài mấy vậy? Có 301 là 29 hồi nãy giữ thì em có tấp anh à lấy được trong nhanh anh bị ứ luôn á hôm nay nó ghê thì không biết ngày mai tức nổi không nữa không để xe là sáng mai em chở 8 giờ em chở qua có tức nổi không phải không không tại tại vì em dậy á là em sẽ nó kêu dậy tại sáng mai là 8 giờ phải đi làm dạ tấp anh nãy giờ thường thường là anh uống trước nó không à bây giờ anh bị tấp từ mình nhớ xin giùm anh Sơn cái cây ca cải chua nha bây giờ mà tách ra là nó sẽ chết không có chết rồi củ bẻ nó nhỏ quá nhỏ quá chết trên bạn mới nói là chờ mùa xuân năm sau á còn muốn ăn thì để em kêu bác cắt rau cho mình anh thôi anh em nói qua không phải là xin cái gì đó quên cái gì cái lá chua hả em kêu tại chị thấy không cái lá chua nó chút xíu hà Nhi nhiều lắm em có hỏi rồi bà nói bây giờ tách rồi nó chết liền à tại vì của bà nó quá nhỏ tại chị nó nhớ là của bà bà trồng trong chậu nhà bà lỡ đâu ai không phải đâu bữa nào anh gọi gùm mớm tại vì á con nghe đó nó giữ của anh nhiều lắm không con á bữa em hỏi hùng nói chết hết rồi không cái bà này giống lúc nào cũng có nhưng mà mùa đông mùa đầu xuân á nói cái là bà đưa giống liền nhưng mà mùa này á tại vì bà mới chơi bà rửa nhà cái lít nó xuống nó đã chết bà một mớ rồi cho nên bà không có bà đang nãy bà mua thêm cái đang mua mấy củ hả ăn tối gì làm không cái này là pháo bông tự nhiên không mua bà địch chân địch chân Emily pháo bông địch cho con của bà nó hửi này gọi là pháo bông tự nhiên khoai lang lùi cho ăn no té địch có đâu khoai lang nướng trên nướng lửa chứ không có lùi nhưng mà cái câu đáng lẽ là hồi nãy cái này cái khoai lang này là chờ khi nha cái thang này tàn mới lùi xuống dưới kìa mà cái này thang này nó không có cho đâu em thằng này không có cho cái nào chờ là không có cho lùi tôi còn nghĩ ăn người ta nói khoai lang lùi cho ăn nó té địch anh nói với nghề á cái lá tí tô của em mua đó lá bự cỡ đó đó đi nó lẻ mà tí tô đâu không biết gì mà ăn nó thơm ngon mà em nó giống cái mùi như tí tô vậy đó hôm qua cuốn bánh tráng ăn mà năm sau bà đâu có mấy cái giống cây ngon lắm để anh năm sau mùa em lấy đưa biết sao không? Mình có được rau nhiều á mình ăn bánh xèo rồi á ngon ngon bánh xèo không còn em nói tại một tiếng rồi bà cắt rồi đó sư phụ mê bánh xèo á có cải non thì xèo khỏi lo đi bữa nào mà em về đó em ổn định tinh thần em ở que đó rồi em cắt rau đó em đổ bánh xèo luôn cho mệt nè đổ ngoài trời em đổ trong nhà em nhức đầu lắm nó hơi dầu tại dầu dữ ổn định đi bánh xèo đổ dễ bây giờ nuốt vẫn còn dướng cái cây ra ngang cỏ thì nuốt vẫn còn ăn gì xương cá trước giờ ăn cá đi mắc xương cây giờ đi nó cái máy nó móc ra không sao nó còn nhớ dướng thôi mình hết đau rồi nó mở đó. Không nếu mà nó sưng là phải đi á đi á ung thuốc là nó không có đỡ đâu tại vì mất mày ra
tôi thò tay vô tôi móc nhưng mà nó không vô mà nó thụt vô trong nữa. Tôi móc vậy giống như nó chữ B vậy nè. Cái xong cái tôi nắm cho đây tôi dị ra thì bắt đầu hai cái bấu này nè nó ghim được vô trong nữa. Không lấy ra được, đúng chảy máu luôn ha. Chảy máu mà không lấy ra được. Xong lấy cái gì đó. Lúc đầu mà vừa mới ấy là dắt một cục cơm thiệt chặt xong rồi móc xuống. Anh không biết cái người ta cái xương ké là dắt cái cục cơm thiệt là chặt. Cho nó gị xuống nhưng mà mình được. Nhưng mà mới thôi. Chứ còn cái khúc mà nó đẻ bấu vô rồi ông nó bấu vô cái thằng nào. Anh á nói là nuốt nguyên cái xương xong kéo ngược ra. Lúc đầu nó mới bấu cái ngàm vô rồi. Bấu vô rồi. Nó vậy nè, xong cái em nắm vậy nè, em gị ra nè thì hai cái ngàm này nè nó bấu ngược chung trong cái thịt đó là lúc đó là dịch ra nhưng mà cảm thấy chị cảm thấy nhưng mà mấy ngày sau mà chị cảm thấy chị càng ngày càng sưng là nên đi nó không có sưng nhưng mà nó không bây giờ nó bắt hẻ họng nó đưa ra cái cục mà hẻ hàm răng ra con vịt á xong rồi nó lấy gấp. Kềm nó gấp ra thôi rồi đó không mẹ bữa đầu á là nó sưng nha nhưng mà mới ăn biết da sao mà nói cỡ này là trời. Ủa em nó nướng đâu tự nhiên nãy giờ anh đứng anh nói thừa trời có đâu lúc anh nướng chè nó đã đêm rồi đó. Thiên thần bóng đêm không sao hôm nay món là thiên thần bóng đêm mày cứ ăn bỏ cái đen đó đi. Khoai lang này ăn dính nha bà. Ăn nó khô ngon chị. Hấp á thì cái thằng quỷ này nó rất là dở. Nó vô duyên lắm. Cái khoai nào vậy? Nó chỉ có chiên đồ bột hoặc là nướng ăn mới ngon. Khoai đỏ hả? Ừ. Ngon á, dính á. Chứ cái thằng quỷ này mà luộc lên cái đồ nó nhầy. Nó dở lắm. Cái thằng này chỉ được á là nướng cho nó khô ha. Nướng với lại chiên. Tôi nghĩ à, nó nhầy nó bấy vậy, tôi nghĩ là tôi kiểu mà cái bà luộc xong cái bà tán rồi xong rồi bà trộn bột xong rồi nhồi lại bột thì quả mai. Đúng. Thôi bỏ ăn tí đường chứ không có nó nhũn nhạt luôn. Cho có bột vô á, giống như bột mì hay bột gì đó. Đúng. Cho nó khô lại. Nhưng mà nó không có cái mùi lai gì của khoai lang hết á. Nó có mùi khoai lang. Dở lắm chị, không bao giờ mua. Nó nhầy. Cái khoai đó nếu mà gặp em á. Nếu mà gặp em mà nhà có đất á. Má tao trồng xuống mày cho mày lên lá luôn đó. Ăn lá cho đã. Ừ. Mà không biết lá ngon không ạ. Ngoài là lá đầy đầy hết luôn, anh để chiên. Được đi lá không ngon. Không ăn lá đâu. Hiểu không? Chồng mà má ăn không ngon nhà nhắc. Đầy nhà luôn trời. Nó dày nhắc ăn giống như heo nái mà nhai lúa vậy mẹ ơi. Ơi ông này nè, ăn con hàu xong mà trời ơi hả? Bị em virus không? Ừ. Bữa nay em nói té re ra máu hết á. Mình nuôi ruột. Ai biểu không? Để anh đi bệnh viện. Anh tự anh nói đi. Mình mới nói hả? Có biết nói gì với mấy bác sĩ đâu. Miệng nó ở ngoài đường á, nó chửi ai, chửi quan mà vô bác sĩ, gặp bác sĩ không biết nó nói với mình là bị cái gì hết. Rồi em mới dẫn đi. Cũng lái xe lên tới bệnh viện, vừa vô bệnh viện xuống tới cấp cứu. Nàng á. Xỉu. Đang vô ruột á. Xỉu mẹ đó. Ôi mày ra nếu mình lái xe bị xỉu à. Em mới ẩm vô. Nàng dứ. Em ẩm đi vô. Hai ẩm. Cho vô phòng cấp cứu thì luôn. Nó đau bụng. Em nói em chưa trên đời em chưa bao giờ nhục bằng cái lần đó. Tới cái khúc mà con y tá nó lấy cái ven. Không thấy ven đâu hết hả? Không thấy ven là cái thứ nhất. Ừ. Con ta đưa để thẳng vậy. Giật. Không, giật cái kiểu đó á. Nó ghim mới nhiều lần. Rồi em mới nói mày á làm ơn mày thông cảm đi. Cái kìm, lấy một cái kìm. Mà mình đứng mình vỗ như là con vậy. Cái con đấy hỏi ủa mày là cái gì của nó? Em mới nói không, tao là vợ nó, tao biết nó hồi giờ cuộc đời nó chưa bao giờ vô bệnh viện. Nó rất là sợ. Ừ. Nó sợ lắm. Rồi cái kim già mà không thở luôn. Cứ gì nè. Mà lấy gồng. Em mới nói này, nằm im. Em vừa một tay thì vỗ, một tay em vịn lại luôn. Em giữ chặt mày luôn. Cho mày chết luôn không? Tại vì anh không giúp cái người ta cái con đó nó mới vô được. Chứ, rồi. Chứ cái ven á, nó đã lặn rồi là người ta đã khỏi tới rồi. Ba con mà giặt đề đầu cưới cổ ổng mà khoái bạo luôn cả anh dãy bạo không bạo khoái mà trời ba dễ đẹp quá mà ác ba con áp đi cà nó đen nó quá xui vậy
Có hiền bị trắng là nó chịu rồi bà. Xui vậy. Bữa đi chủ nhật bữa. Em nói em ngồi em cười từ đầu buổi nhưng mà vừa nó cười. Đó, mà vừa mình khóc. Mình khóc là không biết tại vì cái vấn đề xui á, bỏ là anh mà đi Mỹ trắng không à. Đẹp thôi, thằng tám. Trời ơi, mình vừa bầu cười mình vừa khóc thì mình không biết chồng mình bị gì hết. Trời ơi, tôi ngồi tôi vừa cười mà tôi mệt, tôi cười mà tôi không ăn, 2 ngày tôi không ăn. Đây nè. À. Đây quay cho cả nhà xem là đó, các bạn thấy xa xa đằng kia có cái làn khói không? Đó, mọi người đang súng ra đường đốt pháo bông. Ngày lễ độc lập á, giống như ở Việt Nam mình là 30/4 vậy đó. Nhưng mà bên đây thì người ta sẽ chơi đốt pháo bông. Nè. Wow. Hết hồn mới giết. bên đây đốt nhiều quá nè, để đi qua đây coi. Wow. Ở đó là ở đâu vậy ta? Wow. Đó là ở đâu mà nó đốt như khói mịt. Hết hồn. Pháo lớn mọi người. Đây nè. Mấy đứa nhỏ chơi pháo nào cả nhà thấy không? Ở bên kia nữa, bên kia cũng đang đốt nghe đùng đùng đùng. Đây nè. Hả? Bên đó họ có tiền họ mua mấy cái pháo lớn, pháo bắn xa đó. Còn mấy cái loại mà bắn mà là dưới mặt đất thì nó rẻ tiền hơn. Vậy là của mấy cái người này mà nằm ở phía ngoài á, phía ngoài cái đường lớn đó. Đó. Đốt mấy pháo lớn này thì họ đi ra ngoài. Khúc này chơi cũng được nè cả nhà. Ui, khúc này á đó, đó đó mấy đứa nhỏ chơi pháo à, thấy không? Pháo thấp 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 thấp. Bên kia đốt mà chạch 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 đó đó. Cưng không? Là trên cả nước luôn á. Hôm nay là ai cũng đốt ngày đùng 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 đùng. Sao á cả nhà thấy không nhỉ? Đây đó. Rồi, đây đốt nè. Đó. Em đứng ngay đây em bay được 3-4 chỗ luôn. Đó. Bên đây một người ha, chỗ này ha, chỗ này ha. Bên kia đó kìa, bên kia đang nổ chết 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 chết. Đó, đó. Đã. mấy đứa nhỏ thì chơi mấy pháo thấp 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 lại mấy pháo này chắc ở 60-70 đồng, 60-70 đồng cho một lốc. Ồ, cái pháo này là phải người lớn đốt nha cả nhà, tại vì người lớn đốt thì mình mới biết quản lý cái đường bay của pháo á, chứ không là bay vô nhà tao là cháy nhà. Ngày hôm nay sẽ có chả giò để cuối tuần này ăn, cho nên gói hơi bị nhiều, phải gói trước 2-3 ngày đó. Cuốn cái này nó dày dày vậy đó, chiên cái nó mới giòn. Có nhiều người họ cắt cái miếng này ra làm hai mình, cái chiên nó không giòn. Mà tuột này còn nóng ăn liền chứ để sao hơi ngồi dài nhách. Ủa gì được á, nó giòn hào, chứ miếng sao tới thơm. Nhiều không nhiều dầu, nó không có cho trong nhiều, trong nhiều. Ý là không trong nhiều mà bắt con chồng cá đó đó. Nè, có mực xong rồi là ăn đi rồi cuốn tiếp. Ăn cuốn cho nó tiêu thôi. Ủa, em vô trong nhà hả? Bắn xong rồi nó bắn nhức lỗ tai luôn á. Hồi nãy em đi ra ngoài em quay á là có cái thằng kia nó chơi mấy cái pháo lớn á, bắn cao á, nổ đung đung đung. Còn mấy đứa nhỏ nhỏ bự hơn hay gì chút xíu thì nó chơi cái pháo nhỏ. Nó kêu bằng pháo hoa đó. Nổ lè tè dưới. Đổi đâu ấy. Con khóc với em. Đâu khóc đâu mà khóc. Có nổ kiểu đó hỏi em xong rồi nổ được. Đâu ngủ mà.
Ở ngoài kia cũng nghe mấy đứa kia nó khóc kìa. Còn pháo hoa mà khóc. Con em dễ lắm. Phải pháo. Đẻ đầu tháng 4. Đúng không? Vô đây pho tao ẩm mày đi chơi luôn. Cho mày bắn mày đùng đùng. Ừ. Nghe có mấy đứa kia con nít ra ngoài chơi. Đứng coi pháo hoa mà khóc cũng sùm kìa. Nó cắn cây cắn độ của anh chồng. Cho nên á hả? Con em với con của bà chị của Hùng á, khi thế luôn, con của Hùng khi thế luôn. Rồi thằng này thì nó sợ nè. Bà tối bà ngồi bà nghe tùm tùm bà nói ơi. Mà mày à? Hia không mà không có si. Bây giờ đi đâu để mà si đi. Bà nó mới ghê lắm. Ừ. Thấy không thấy như con người ta đâu.